open. Ai làm lều ở đây ấy? Ai làm cái lều ở đây không? Sẽ có ai ở đây? Ah.
Ngon thật đấy. Để làm gì đấy? Ta phải giật chuối. Này 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 này, về đây về đây. Đây này. Cái gì đấy? Mày có cái gì đấy? Cho tao ăn với. Tao đang lấy giật chuối. Cái này để làm gì? Tao lấy đi ăn. Cho tao ăn với ạ. Bên trên này lấy được một tổ. Mày lấy được. Ngon không? Ừ. Lúc này tao lên tao thấy có cái lèo lèo của mày à? Ở ở dưới này nè. Ngồi đây này. Mệt nhiều hết. Chứ ăn con non của nó thôi. Thôi giờ tao không ăn được. Lấy cái này về nấu cái gì đấy? Về nấu ăn rồi. Mày cho tao cả miếng này nhé. Tao thêm tao ăn nó rồi. Tao ăn cái này tao không là giật chuối nữa. Đi về à? Tao không là giật chuối nữa, tao ăn cái này thôi. Chưa tao nhé. Mày lấy đi. Chưa tao với. Từ thôi. Ui, kiểu cái cơm nữa.